Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Sơn Hữu Đàn Tính. Chào mọi người nha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Ngày hôm nay rất là vui mừng cho Sơn Hữu cùng với bạn Tùng, Bạc Minh, bạn Hiệp và anh Triều được gặp anh già làng tại thành phố Hà Giang. Và buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ anh em mời anh già làng vào một không gian trà, du lịch trà của Hà Giang. Và đây, nơi đây là nơi sản xuất trà San Tuyết cổ thụ. Quá tuyệt vời. Và sáng nay anh em mình sẽ ăn phở Bát Đá. Trước khi vào trà anh em mình ăn bát phở. Xong rồi anh em mình đi uống trà. Xin mời tạm biệt. Trong này có phở luôn em. Trong này có phở Bát Đá. Không em không ăn Bát Đá đâu. Không em thưởng thức rồi anh ạ. Chắc là Hiệp là mấy hôm nay là thời tiết nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Xin chào các em. Thầy về rồi, chào các em nhá. Anh em mình ngồi chỗ nào cho nó hợp lý tí nhỉ? Ngồi đây nhỉ anh Triệu nhỉ? Được. Anh em mình ngồi đây. Anh em mình là ăn phở Bát Đá hết đi. Đúng rồi. Cho em nhỏ. Rồi, phở ra rồi nhá các anh ạ. Đợi anh cho làm trước đi. Bên ngoài bát đá nóng nên mình chạm vào bát nhé. Thế là anh cho thịt vào bánh phở, mình ăn bao nhiêu thì mình cho vào. Đấy. Bây giờ mình phải cho thịt vào em. Đây đây, giữ anh. Đây, đúa đây này. Đấy. Ở đây không có quả trứng à? Có, anh thích ăn trứng không? Có. Cho quả trứng nữa em. Cho thầy quả trứng nữa nhá. Sao gọi là thầy? Anh trứng trần hay là lấy ra tự đập à? Lấy ra để anh tự đập đi. Anh ấy tự đập. Đây có cả lúc này em có xin đi ớt tươi cho anh. Ớt tươi mình ớt tươi cho không thấy ít. Anh Triều với bạn Hiệp là anh cho là không dùng bát đá. Sợ nóng lắm. Sợ nóng à? Vâng. Từ từ chờ em kia lên. Bởi vì dạ, tức là anh già làng anh ăn bao nhiêu thì anh thả bấy nhiêu. Đúng rồi. Cái thịt bò này này, đấy, anh cứ cho gia vị. Nhưng mà bây giờ mình chờ phải chờ quả trứng đã, sau đó mình chờ. Vâng. Phải nóng. Trứng đập nhanh không mà. Lấy nhanh luôn quả trứng nhé. Em này nhìn quen nhỉ. Hôm qua gặp nhau. Đây là bạn này là học viên hát then đàn tính nhé. Đấy. Mộng Minh sợ bỏng da phải né xa các bác ạ. Ở đây là nơi khởi nguồn của phở Bát Đá anh ạ. Vâng. Khởi nguồn của phở Bát Đá Việt Nam đấy. Cho mình ít vâng, anh đập vào. Vâng, anh đập vào. Bằng Minh một quả này cho khỏe. Bạn ơi. Rồi đập rồi. Mời cả nhà nhá. Rồi. Rồi. Đây để cái này anh cái này ớt là để riêng cho anh một tí ớt này. Này để ở đây. Đặt luôn vào kia anh. Em bao nhiêu bỏ bao nhiêu đó. Mà. Em mời anh làm tới người nhá. Mời nhá. Tổng sư thiếu nhá. Vâng. Em mời các anh mời các bạn nào rồi. Mời toàn thể quý cô bác anh chị trên kênh nhá. Anh Bình Dính à? Anh vừa làm. Anh vừa làm những ớt. Nóng đấy bỏng. Kể cả khi mình ăn xong rồi chạm vào vẫn bị bỏng cơ. Đó chỉ là 300 độ. Không phải đơn giản. Cái này sôi nóng lắm đấy anh ạ. Rồi mời cả nhà nhá. Vâng. Mời các bác nhá. Cái này là để tí nữa cho anh Rõ Lào TV. Ngại luôn đấy. Đang quay Canada. Hôm nay là nhờ kênh YouTube Gió Lào TV cầm máy giúp nha cả nhà. Vâng. Ờ rồi. Em mà. Thế nào anh giờ làm? Thơm nhỉ? Thơm lắm anh ạ. Thế các rồi. Ở đấy có rồi. Vâng. Ôi hay là mình cho hết thịt vào đấy cho để tí nữa nước nó nguội nó không chín thịt cho nhỉ. Để hết vào đi. anh ở đây là phở này là không mì chính nhá. Đấy. Ngọt từ xương từ củ quả thôi. Vâng. Với lại mía. Các bạn này á bình thường buổi chiều là các bạn ấy ngoài những công việc ở bên chỗ cái công ty này á thì các bạn ấy còn chiều phải nướng mía. Mía này phải nướng lên anh xong là
nấu nước dùng, hoàn toàn không dùng mì chính. Nhờ anh giữ nhá, cẩn thận nóng nhá. Rồi. Ở đây là có ngoài việc đến đây tham quan không gian trà ấy, anh ạ, tí nữa anh em mình ăn sáng xong anh em mình sẽ đi thưởng thức trà. Đó, có rất nhiều trà San Tuyết cổ thụ ở đây. Anh thì, anh ăn sáng xong rồi lên thăm cái bánh trà. Vâng. Đấy, bánh trà mà hai người ôm. Hai người ôm ấy, đấy, ở đây luôn. Bánh trà là con được lâu chưa? Rất là lâu rồi. Mỗi năm một cái giá trị khác nhau. Bây giờ cái cho anh vào cái không gian bức tường toàn là trà luôn. Đấy, một bức tường toàn trà. Còn nhiều điều bí mật nữa anh ạ. Ở đây là có các home cho anh em nghỉ, ngủ nghỉ đây. Nó phải dần dần. Vâng, dần dần. Nhiều quá là không nhớ nổi hết. Không nhớ nổi hết. Rồi bây giờ chúng ăn sáng nhá. Ngon đấy. Thơm, cái phở ngọt. Nước phở được không anh? Cái này là phù hợp với thời tiết mùa đông ấy, anh nhỉ? À? Mùa đông ăn hết ý. Ngon quá. Mặc dù không mì chính nhưng mà anh có cảm giác thấy nước dùng nó ngọt anh nhỉ? Ngọt, rất ngọt luôn. Rồi. Hôm nay lẽ ra có anh Tú nữa các bác. Anh Tú hôm qua là đại tiệc anh em tổng kết chương trình đi xuyên Việt về là anh ấy sập nguồn rồi. Hồi sau hôm qua các em học trò Sơn Hữu mời rượu là mình phải cảm ơn anh Tú, ông vui rồi là vâng hòa tiêu cho anh em vâng đấy. Đúng rồi, anh ấy cũng rất vất vả trong lịch trình đi, hôm nay đến Hà Giang anh em mình phải chăm sóc được anh hơn vâng. Đi càng một tí. Qua video này Xuân Hữu cũng cảm ơn anh Tú đã hỗ trợ anh em trong hành trình đi xuyên Việt. Chiều nay Xuân Hữu cùng với bạn Hiệp với lại mấy anh em lại lên trên Mèo Vạc. Đấy, lên trên vùng cao. Quay về với bà con. Anh Thắng đang sắp xếp công việc nên hôm nay không ra được. Buổi sáng anh ấy lo nốt cái công việc ở trong bản. Chiều nay là anh em lại một hành trình dài lên vùng cao. Hôm nọ anh đi Lạng Sơn với Cao Bằng chắc là vui lắm nhỉ anh Lạng. Ở đây có nhiều điều thú vị lắm. Vâng. Di chuyển đây lên Mèo Vạc mất 5 tiếng. Ồ, đúng rồi. À? 5 tiếng anh ạ. Nó cũng khoảng 170 cây thôi nhưng mà là cái đường đi anh. À đường vòng đúng không? Vâng. Đúng núi nhiều đèo. Anh là Lạng lên Hà Giang được mấy lần rồi anh? Tôi lên một lần cùng với Ngọc ấy. À, nhưng mà anh chắc cũng chưa được đi nhiều quá. Chưa được đi nhiều. Rồi đợt này lên đây có Mạc Linh với Xuân Hiếu. À, đợt này đi anh mà trải nghiệm ở Cao Nguyên Đá Hà Giang. Làm lần ấy. Vâng. Trước đi không có người dẫn đi. Vâng. Nên là mình chạy đi nên đi cân quanh ở cô chợ đấy. Vâng. Hà Giang thì ở vùng Cao Nguyên đó nói chung là Cao Nguyên làm bằng đá hết đúng không? Cao Nguyên ở trên đấy là nó một cái giải từ Hòn Bạc đến Mèo Vạc chỉ có đá và đá nhiều không nên là khu vực đấy gọi là Cao Nguyên địa chất toàn cầu anh. Ở Hà Giang này thì gồm 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. À lên đấy nhá, dọc đường đi ấy, ở Quản Bạ ấy có núi Đôi Cô Tiên đấy. Đúng rồi. Anh lên đấy chụp hình núi Đôi Cô Tiên nhạc cực kỳ đấy. Anh giờ làng biết tại sao anh em mình ăn phở bát đá phải ăn từ từ này không? Tức là cái khởi nguồn chị Hải á, là chủ của cái không gian này, chị chia sẻ là khi mà chúng ta làm việc vất vả mà hành trình rất là dài, chúng ta ăn phở vắt đá chúng ta sẽ thưởng thức từ từ
giống kiểu chúng ta mà đi đâu về làm rất nhiều việc rồi mệt mỏi á, vừa ngồi thư giãn vừa nói chuyện với nhau xong là uống trà đó, để tinh thần chúng ta được thoải mái hơn, đỡ bị stress. Cái này mua nhanh cũng ăn không được bởi vì nó nóng quá. Còn phải kiên nhẫn mới được. À, cái này là phải thử sức kiên nhẫn của anh. Tụt lưới rồi. Vâng. Anh ăn thêm cái này nè. Mà cái này nó đỡ nóng. Quẩy. Anh em ở đây có quẩy chưa? Vâng. Đó nhỉ, bây giờ là để anh gió Lào TV và ăn sáng các bác ạ. Tí nữa Sơn Hữu tiếp tục là quay chia sẻ anh em thưởng thức trà nhá. Rồi, bây giờ xin mời anh gió Lào sẽ vào đây ăn sáng cùng anh em. Đứng quay từ nãy giờ rồi. Đứng quay từ nãy giờ chắc cũng mỏi tay lắm. Châu Hữu vừa cùng với các anh em ăn sáng xong rồi các bác ạ. Bây giờ thì sẽ di chuyển đi vào cái không gian mà anh em thưởng thức trà. Vào đây là mình phải gọi là thưởng thức trà thì mới đúng, vì có rất nhiều dạng trà khác nhau. Đã có nghệ nhân pha trà ở đây chờ rồi. Anh trà làng thấy thế nào? Đấy. Đây là toàn bộ bức tường trà hết đây. Bức tường trà. Kiểu hữu đi giới thiệu. Vâng. Cái này là mặt trà hết hả? Cái trà. Đây là trà anh ạ. Đây là bánh trà. Mà anh ở đây có ghi cái năm mà sản xuất cái bánh trà này đằng sau nhỉ? Kia lên mấy bánh trà kia bánh. Lên trên kia nhìn gõ. Đây là toàn bộ cái bức tường, cái không gian này là bằng trà hết nha anh nhá. Này anh nhìn thấy cái kia là trà hết này. Cái này sản xuất từ năm 2015. Ừ. Trà này sản xuất từ năm 2015. Từ 2015. Là anh nhìn thấy cái chỗ nhà anh Hải Spa TV ấy. Đây là cụ Thành phân sinh. Đây. Đây. Đây là không gian trà. Trà cụ Thành, cụ Thành là người mà đã khai sinh ra cái dòng trà San Tuyết ở Hà Giang, và cụ đã ở Hà Giang thì rất là lâu, và bây giờ thì truyền lại cho con trai là anh Toàn, nó ngồi uống nước ở ngoài kia. Đó. Chị Hải thì hôm nay đi vắng, có mấy anh em mình với lại các chị em nghệ nhân trà nương. anh ngồi ở kia, đây là các bạn trà nương. Và các bạn này là cũng đã đi thi trà rất là nhiều rồi, đặt rất nhiều những giải cao. Thi trà, thi pha. Anh nhìn thấy cái cây trà cụ Thành kia chưa? Đấy, đây là chính là cụ Thành này. Còn kia là cây trà San Tuyết cổ thụ, đấy, nghìn năm tuổi. Cái đó giờ nằm ở đâu? Ở trên núi, Tây Côn Lĩnh, trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Nếu mà anh có thời gian thì hôm nào anh em mình đi, em đưa anh lên trên đấy bạt ngàn toàn những cây trà cổ thụ. Thế đấy, lọ trà anh vừa cầm đấy là cái trà mà bác tập đập bình sang và uống với bác Trọng ấy. Đấy bạch, chính là ở đây đó. Nó là đấy đấy. Chính là cái bạch cho đỉnh anh. Hôm nay em sẽ pha trà giàn ạ. Đấy, những loại để mà mình pha cho anh một hai loại trà giàn của mình. Nồng trà. Những loại trà này nằm ở một cây hết rồi. Không, thơm, nó nhiều. Nó có nhiều cái độ cao khác nhau nhé. Anh nhìn đâu, đây là trà của đỉnh 2000. Nghĩa là đỉnh cao 2000. Đỉnh cao 2000. Đấy, 2000 mét sông nước biển, tức là cây trà trên cái đỉnh cao 2000 đấy. Còn ở đây là 1500 chẳng hạn đó. Tùy từng loại khác nhau. Không giống nhau đâu nha anh nhá. Anh là làng Tây Nguyên này lại ấn tượng với em Huệ, cứ hỏi tên mãi từ nãy giờ. Hôm qua là ngồi đàn tối, hát thế mà không nhớ. Không, tối qua tôi thấy anh gọi suốt. Gọi cả đêm. Quá là làm Huệ ở đây. Tên của em là rất nhiều người gọi luôn đấy ạ. Uống rượu mà là gọi em. Dạ vâng. Cứ say nhớ em. Anh nhìn thấy cái cô trà nương pha trà đẹp chưa? Kéo tay chưa? Em cũng pha như đang múa nhỉ? Nhưng những là lắm. Không biết là điệu gì anh thử hỏi em xem nào. Trà rót ra như lúc xoáy luôn. Chát thành ngọt ấy. Nhiều. Pha trà như thế. Ừ. Nên pha ra một cái chùm to rồi trà nó sẽ hòa quyện đều nhau đúng không? Cái này là tống ạ. Thứ nhất là nó sẽ không bị Tống này thì
mình rót ra thì các vị trà của nó sẽ đều ạ, nó không bị chén đậm chén nhạt đấy. Sau khi khi mình ủ xong mình rót ra mình phải mở nắp trà để cho nó không bị đậm trà. Khi mình pha thì mình uống nóng hơi sẽ ngon nhỉ. Với á, trà này thì nếu mà anh được uống trà ô long rồi thì vị của nó cũng như giống như trà ô long. Em mời thầy. Cảm ơn. Uống trà thì anh ngồi trước thôi, anh không uống rồi. Người ra ăn, người ra ăn. Còn người đó, có người đó. Cái dòng này là dòng lên men bán phần. Em ạ. 30%. Trà lên men. Anh Khi. Như hôm qua anh em mình uống rượu nhiều, em này mình cũng không gian dưới dạng rượu kiều. Uống trà, uống mặt tổng. Mình rất là khỏe. Em mới ở Tây về lịch sử dưới Tây luôn. Mời đây toàn thể biết quá anh chị trên kênh anh trà cùng anh em nhé. Không có khả năng gì em. Ngon thơm. Trong Avatar không thấy ngang ngang nhau. Ôi ngọt quá, anh ra làm uống hết rồi. Em còn cho anh một cá nữa em. Có. Để em một tí. Anh ấy thơm ngon không? Anh thấy mùi vị nào? Thơm lắm. Thơm đúng không? Lúc nãy là mình uống trà này. Hoa vào này. Vâng, đúng rồi. Nó nón như thế đấy. Thơm. Trà này là hàng năm là bên công ty vẫn đưa vào. Người ta đắp trà. Năm nào cũng đưa vào. Năm nào cũng đưa vào. Vậy á, trà này thì mình uống được rất là nhiều nước ạ. Uống được từ 8 đến 10 tuần nước ạ. Vâng. Mỗi tuần là uống 1 tuần nước. Nếu mà trà mà bình thường như trà vùng đất không được nhiều nước như này đâu anh Giang ạ. Trà vùng Trung Du mình được 2-3 nước là cùng thôi. 2-3 nước là nước thứ 3 là muốn trong ấm rồi. Không đúng như vậy. Vâng. Lúc đấy là cho một cái cảnh thôi. Còn trà này là cũng phải không biết pha cũng phải 8 tuần. Không biết pha 10 tuần. Thế là uống trong vòng 2-3 tháng. Một tuần nước. Một tuần nước mình uống ngồi với nhau. Như một cái ấm này thì mình có thể uống được cả ngày cũng được ạ. Đây là anh, cái này là đây này. Anh thích hình trên hai trà ở dưới. Em trà, mấy trà đủ dạng hình như này. Được đấy. Như dịp cuối năm ấy, mình có thể mấy trà này ở đây á, có thể là anh có trồng cái ảnh của mẹ anh nhá. Đó, để hình. Công ty sẽ cái làm hình. Thành cái hình. Cái này là có hình này luôn, gọi là truyền thần. À, truyền thần. Hôm anh truyền thần ấy. Anh được vào là chỗ nhà trung diễn đấy nhỉ? Trung diễn. À, chưa vào. Cũng in như này luôn, hình đây là bên này, đây hình này. Truyền thần mà được, cái này là mình truyền thần vào trong anh trẻ. Như thật luôn. Như cái chè này mình bẻ ra mình không được không? Dạ, bẻ được, bẻ được, được ạ. Bẻ được. Vâng, mình dùng thì mình có dụng cụ tách bánh và mình sẽ tách ở đằng sau chứ. Vâng. Cái này ví dụ như anh em giờ ở đây là hôm nay là 5 triệu chẳng hạn. À, nhưng mà sang năm là không có 5 triệu nữa. Nhân lên 20%. Nhân lên đấy, 20%. Mỗi một ngày thay đổi. Sang năm là 6 triệu, sang năm nữa là 7 triệu 2. Cứ như thế, cứ nhân lên 20% mỗi năm. Bức tường này thì có thể trong này ở đây thì có bức tường làm từ trà đấy ạ. Với trà này thì mình có thể để từ năm này qua năm khác và đời này sang đời khác được ạ. Đây là từ 1999 nhỉ? À, cái này thì trà đây là năm 2015. Còn trà Phúc Thành 1999 này là năm khai sinh ra cái xưởng trà đấy ạ. À. Cái này nhiều tiền lắm, nói chung là không định giá được. Nghĩa là công ký là mỗi một năm nó tăng lên rồi. Tăng 20%. 1 tỷ thì một năm nó thành 1 tỷ 2. Cái này sang năm nữa nó lại thành 2 tỷ 4. Cái này trong không gian này khoảng hơn 20 mấy tỷ đó. Cái thời điểm lúc đấy là mấy năm trước rồi em gặp. Nhiều ạ. Cái này khoảng hơn 20 tỷ trở lên. Ừ, cái bức tường này không phải đơn giản thôi. Vì từ năm 2015 cơ mà. 2015 thì nó không phải nhiều ngàn. 8-9 năm tuổi. Nó cứ càng để nó lại càng ra tiền. Ở đây là cái không để không này đâu anh ạ, nuôi trà. Đấy, tức là để cái nhiệt độ điều hòa nó phù hợp. Và trong này là anh em là không hút thuốc. Nhưng mà lại được hút xì gà. Đã hút xì gà là được. Xì gà là gì? Là thảo mộc.
xì gà nó cũng cũng có dạng là giống nuôi như chả. Xì gà mà anh thấy mấy ông cũng mút kiểu mút ngon ngô ấy. Thật em thấy là hút thuốc lá kia thì không được hút nhưng mà xì gà lại được hút ạ. Ở đây có xì gà không? Có. Có cho anh làm thích xì gà. Ở đây anh chỉ có trà với phở. Đừng có cho anh thử luôn cho biết. Hôm qua hội với điện thoại biết rồi, anh già làng Tây Nguyên là lên thác số 6. Thế là không biết tắm có gặp thiếu nữ nàng tiên nào trên đấy không, về tóc chuyển sang như con gái. Rất vượt. Mượt hơn cả tóc con gái. Thế cho em xin vía tóc dài rồi. Anh già làng tóc dài nhanh lắm. Hôm qua anh nhận dài lắm. Hôm qua anh lên trên thác số 6 tắm à? Đúng rồi. Anh thấy nước ở ngoài Bắc được không? Được. Mát nhỉ. Mát mẻ. Tóc anh nhăn dài làm tí nữa anh cho bí kíp để chị về anh làm tóc cho dài nhé. Dài bên đen nhăn bí kíp. Ôi, ông chà chứ, ông chà. Vâng, em có thể ạ. Hôm qua hồi em không say nhỉ? Em hôm qua em không say được. Vâng. Không say em được? Không, vâng, em không tự gọi tên bản thân mình. Còn anh em thì ai cũng gọi hồi hết rồi các bác ạ. Hôm qua là... Tận đen em dễ gọi quá mà. Mà Minh hôm qua là mang cái rượu thửa ra nặng. Rượu của anh ngâm lâu ở trong hang. Rượu thửa. Mình uống một chén là mình đã biết rồi. Uống nước đi Minh, xong là tí anh em mình đưa anh già làng đi chơi long quang tí. Xong là em đi, anh em đi mèo vào các thứ về, xong là sắp xếp công việc xong là mời anh với lại anh Tú vào nhà em chơi, biết nhà. Còn bạn Hiệp là còn phải ở lại trên mèo vào có công việc nên là không về được. Trên đó. Cái này là hoa chè đúng không? Hoa chè. Cái đấy là nụ hoa trà đấy ạ. Mùi chè nên ta. Đây là nhờ thoại giới thiệu sơ qua một chút về cái sản phẩm ở chỗ mình nhỉ, để cho các bác trên kênh của thầy biết về dòng trà. Ở đây thì hiện tại thì nhà trà của Thành có 3 dòng trà chính, đó là trà trắng, trà xanh và hồng trà. Ngoài ra thì các dòng trà đấy ra thì bên em còn có trà, dòng trà Phổ Nhĩ ạ. Vâng. Trà Phổ Nhĩ là dòng đây ạ, đây là dòng trà bánh trà lên men ạ. Và ngoài ra thì bên em còn có các mỹ phẩm được làm từ trà nữa. Các sản phẩm các trà sản phẩm có vâng. Mà... có cao trà, có dầu gội, có sữa tắm, có bánh cao trà rửa mặt, có gel rửa mặt và tẩy tế bào chết da mặt nữa. Cái trà này theo như mình được biết ấy, nó là làm hạn chế lại cái lão hóa. Vâng. Làm chậm, cực kỳ chậm. Nếu mà như mình sử dụng thường xuyên, vâng. Với thì rất tốt cho sức khỏe với lại da mặt. Đúng rồi. Vâng ạ. Mình cứ trẻ mãi gần già. Trẻ mãi không già chứ anh. Ở trên này không biết là chỗ anh già làng như thế nào, như ở đa số trẻ con ở trên này khi mà sinh ra được tắm bằng nước lá trà. Đúng không? Chính xác rồi. Cực kỳ sạch và không hề có bị vẩy biết cái gì. Cảm ơn trẻ. Như cái trà cổ thụ này nó mọc tự nhiên trên rừng. Tự nhiên anh không trồng, tức là khi mà cái cây trà cổ thụ lâu năm cao, khi mà có quả nó sẽ rụng xuống, nó sẽ rụng xong rồi nó nhảy đi sang chỗ này chỗ kia khu vực đấy, nhảy xong là bắt đầu nó mọc cây. Mà đa như số anh là... thấy đây là ông cụ Thành ạ, người khai sinh ra cái trà đấy ạ, và cái cây trà này thì có tuổi đời là hơn 1000 năm tuổi rồi, hơn 1000 năm ấy ạ. Anh đang uống chén trà là từ cây trà cổ thụ hơn 1000 năm tuổi đấy anh nhá. Không phải là cái loại mà đi bứt pop 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 với đâu. Thế thì cây trà này em bọc ở rừng thì không ai quản lý nó thì có chứ, có anh, bà con quản sẽ quản lý địa phương vâng. Đến vụ là bà con sẽ lên thu hái. Cụ Thành đây là người đầu tiên để mà làm những sản phẩm này. Đây là chuyển sang sản xuất, tức là đưa đi xa. Ở đây thì bên em thì đây là công ty là bao tiêu sử dụng và sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Anh nhìn thấy góc kia không? Cây trà trên kia treo lên để hái kìa. Treo lên hái.
có thể chục người trèo lên cây trà đấy được. Lô nhô lốt nhốt là toàn người ở trên cây đâu, không phải là đứng dưới hái vứt bứt bứt kia đâu, mà phải treo lên cây cả. Mùa nào trà là sa tuyết thì sẽ ngon nhất nhỉ? Vụ có thể vào vụ xuân. Vụ xuân. Ừ, trà vụ xuân. Dạ. Không phải là vụ của Huệ. Tức là chia sẻ thêm với anh ở đây ở bên công ty chỗ chị Hải là sẽ bao tiêu sản phẩm thu mua của bà con theo một cái quy trình nhất định, chứ không phải là hái không phải để ở nhà xong là thế nào cũng được đâu anh nhá. Có nghĩa là vào ví dụ như là buổi sáng thì đi hái loại gì mang về xong là giống như kiểu là mình sẽ trao một chút công thức để khi mà đi hái về bà con sẽ tự làm và mang đến đây thành phẩm. Lên đây là qua đây. Còn có một cái xưởng sản xuất trà ở trong kia bên cạnh đấy là xưởng sản xuất. Vâng. Lúc nào mà con hái về đây thì các chị em sẽ em sẽ trực tiếp sản xuất trà. Đêm làm và ngày sẽ ngủ. Đa số là làm về ban đêm. Cái này là cái gì đấy? Cái này là khay để lót chén ạ. Bây giờ làm gì cái đấy? Trà ngon quá. Lá cây nhỉ? Giống như kiểu gốc cây. Bây giờ xin mời anh Gió Lao TV vào uống trà cùng anh em nhỉ. Đây thì Xuân Hữu cũng giới thiệu qua về cái không gian trà sa tuyết cổ thụ. Ở đây các bác, đây là không gian trà Phụ Thành. Và đây thì đón tiếp khách quý. Hầu như các thủ tướng chính phủ và những thủ tướng ở nước ngoài sang đây khi mà lên làm việc Hà Giang thì mọi người cũng về đây để thưởng thức trà, và du khách thập phương ở mọi nơi đến thế anh. Ngày hôm nay cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị đã theo dõi video trên kênh của Xuân Hữu. Xuân Hữu cũng xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo các bác nhá. Chào mọi người nhá.